Trời ơi, tức ghê. Wow. Ồ, tức quá à. Trời ơi. Đây là một đội quá, 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 quá mạnh ở mùa thi sàn đấu vô địch năm nay. Rất mạnh. Wow. Cứ qua mỗi vòng các bạn cho chúng tôi một món ăn mà blep blep. Đây đây đây, một vị giám khảo đầu tiên mà Huy để ý thấy là đứng lên đầu tiên luôn. Chị Harry, xin mời ạ. Hôm nay chuẩn bị nè. Trời, chị có thể lên, chị có thể cắn em cái được không? Trời ơi, thì ghét, thiệt là ghét. Mà cái biểu cảm á, trời ơi. Ôi, nó cảm giác nó đã vậy luôn, thiệt nghiêm túc. Thật sự mà nói nha, qua đây thì Harry mới biết là Liz Kim Cương là cũng là một thí sinh. Chứ trước đó thì Harry không có biết. Em ơi, chị nói thiệt á, là xưa giờ chị cảm thấy em rất là nhỏ con. Nhưng mà em lên sân khấu, không bao giờ, chưa bao giờ thấy em nhỏ nha. Nói chung là cái biểu cảm của em nè, em nói rồi, quan trọng nhất là cái thần thái. Mà cái thần thái này là bản thân là coi như là ăn hết cái sân khấu này rồi. Và ai cũng phải vỗ tay, ai cũng phải đứng lên. Và bản thân Harry phải nói là em á, em là ngôi sao của chương trình này. Chúc mừng em. À, hay phải nói thêm, Lít Nguyễn. Wow. Biết là bạn giỏi, nhưng mà cái này là quá giỏi. Hay phải nói là dùng từ là quá giỏi luôn. Quá giỏi. Ôi, tại sao có thể nghĩ ra được, trời, đối lập màu đen, màu trắng. Và trời ơi, sao lại nghĩ ra được cái đường mà đường ra từ ở trong nó ra rồi này nó. Trời ơi, nói chung là quá là đỉnh và quá là xuất sắc. Chúc mừng em. Cảm ơn chị ạ. Cái lần đầu tiên anh thấy một cái bài của em là trong một cái cuộc thi 8 hoặc 10 năm trước. Cái bài Romeo and Juliet, đúng không? Wow. Có ai nhớ không? Dancer nào nhớ không? Yes, yes. Nhớ không? Đó là Lip. And then, từ đó, từ cái ngày đó 8, 10 năm trước đến giờ. Thì cái này anh nói rồi, just đam mê. Vâng ạ, và bây giờ xin mời lời xét cuối cùng đến từ giám khảo Nương Phước Thịnh, xin mời. Lúc mà cái chị này chị nói á, thì anh bên đây ảnh sợ chị lấy hết ý của ảnh. Anh ngồi đây anh cũng nóng ruột lắm. Xong rồi giờ anh này tiếp lời chị này cũng nói hết, giờ mình không còn gì nữa. Rõ ràng quá rồi còn gì. Gia tài đắt giá nhất của một người nghệ sĩ đó chính là những màn biểu diễn bùng nổ trên sân khấu như thế này. Các bạn quá lời. Trong cả một khoảng đường đi hát rất dài của Nu, Nu đã phải chắc chiêu rất là nhiều. Nu phải cố gắng mỗi lần mà Nu lên sân khấu, mỗi lần mà những sân khấu mà mình tính toán, mỗi lần lên sân khấu mà mình đầu tư, phải tính toán rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí đôi khi mà nhào lên diễn ngay trên sân khấu chưa chắc mình sẽ được đáp ứng đầy đủ như vậy. Còn các bạn nhìn thấy đi, một sân khấu đầu tư như thế này, tất cả mọi thứ làm theo ý của các bạn, tất cả mọi thứ tập trung hết, tất cả những spotlight của các bạn chỉ cần các bạn tỏa sáng thôi. Và quan trọng các bạn làm được chuyện đó. Lý sao em làm được chuyện đó, chúc mừng em là một viên kim cương siêu đắt giá ở đây. Yeah. Cái điều mà Nu thích nhất là khi mà nguyên một đội hình đang thui úp xuống cái tự nhiên ra viên kim cương màu hồng. Xuất sắc. Đó là điều mà tất cả mọi người wow. Để rồi sau đó chính viên kim cương này tự tỏa sáng, toát lên cái giá trị rất lớn trên sân khấu này. Ngày hôm nay Lít Nguyễn, bạn đã thỏa mãn được những cái sự tò mò của Nu trước đó. Là bạn đã xuất hiện trong bài biên đạo này của bạn. Bạn biến cái sân khấu này thành một cái hộp Rubik thế này. Và bạn chơi tất cả những cái màu sắc. Nó rất là trúc trắc. Nó làm cho cái sân khấu này mình không kịp nhìn bên đây, mình phải nhìn bên đây là bạn đã thay đổi hết cái đội hình, là hai người đã dâng lên rồi. Cái đoạn đó là cái đoạn mà mình chưa kịp thở thì mình lại phải tính thở tiếp để mình ráng mình coi tiếp. Đó là cái cảm giác của tất cả ban giám khảo, tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em xin cảm ơn những cái lời khen rất là có giá trị của ba vị ban giám khảo. Thật ra bài cuối cùng này là bài của em lo nhất, bởi vì đây là lợi thế của bọn em. Thì mọi người sẽ đặt áp lực lên bọn em nhiều hơn. Gần ngày thi rồi em cảm thấy là nhạc lên hết rồi, nhưng mà em cảm thấy không ổn. Đến lúc đấy em mới lại bắt đầu thay đổi. Và thay đổi phút chót. Đến cả ngày hôm nay khi mà cái phần lột váy lúc nãy, thì là chỉ vừa mới phút mới đây thôi, bọn em cũng vừa mới may xong cái váy và còn chưa kịp tập với nhau được nhiều lần để mà không biết là mình có thể lột được cái váy đấy đúng cái khoảnh khắc đấy không. Thôi lúc đấy em nghĩ thôi, bây giờ mình không còn nhiều thời gian nữa, mình cứ lên và mình làm hết sức của mình. Thì không ngờ là mọi người ủng hộ nhiều như vậy. Thì bọn em cảm thấy là cái công sức mỗi ngày tập từ 2 đến 6 tiếng của em nó không hề phí hoài gì hết. Em cảm thấy rất xứng đáng. Em cảm ơn mọi người. Bé tính hết rồi. Tín, trời ơi, bé này toan tính lắm mấy. Trời ơi, dữ lắm à. Tính luôn như kim cương từ đầu là hiểu.
Mà bây giờ cái lại bắt đầu đặt thêm câu hỏi cho khán giả là biết dòng sau cướp gì nữa. Oh, không? Thiệt. Dòng trước cướp kim cương, xong dòng qua ở tù cái cướp tiền, giờ cái bắt đầu cái doa tới vương miện, không biết dòng sau cướp gì. Chắc mình phải chờ đợi đúng không? Mình vừa xem xong một cái ván cờ rất là quyết liệt tại cái sàn đấu vũ đạo năm nay. Bùm một cái các bạn làm nổ tung chúng tôi luôn, các bạn không cho chúng tôi xem cờ nữa. Các bạn đó đánh lên sân khấu này một quả bom, quá là chí mạng. Mình cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là mừng khi mà các cái anh chị nghệ sĩ, các cái bạn nghệ sĩ của chúng ta bây giờ đã bắt đầu yêu nhảy múa và rất là nghiêm túc, chứ không còn là làm cái này dễ dễ cho chị nha này kia. Bây giờ các bạn đang đòi hỏi chúng tôi rất nhiều, đúng không? Các bạn đang muốn cái này muốn cái kia rồi. Và Liz, mình từng là background dancer, nhưng mà em đi lên và bây giờ em đang cho mọi người biết em là ai, rất là tự hào về em luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ đến với phần cho điểm từ vị trí và giám khảo ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời chị Harry. 10 điểm. Wow, em cảm ơn chị. Sao nè, tới nu luôn hay là 10 điểm? Liệu có phá vỡ kỷ lục nữa hay không? Vừa rồi chúng ta đã có 2 con 10 và 1 con 9.5 rồi. Nếu mà mọi thứ gặp nhau và nó sẽ hoàn hảo như vậy thì nó chỉ có một số. Hoàn hảo. 10 điểm. Wow, tôi ghi lại 3 điểm rồi. Một kỷ lục mới trong đêm thiên ngày hôm nay. 3 điểm tuyệt đối. Em cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ cho team của tụi em ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Odense Team.